Ôi. Ôi. Rẹt 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 rẹt. Ôi. Thế chạy nổi rồi. Mái xanh, áo xanh, quần cũng xanh. Và biển xanh, mây xanh. Biển xanh, trời xanh, còn cá thì màu đỏ. Còn con này cũng đỏ. Có chút thôi. Rẹt 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 rẹt. Rẹt 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 rẹt. Ấy rồi. Ôi, gì ghê vậy? Cameraman cũng phải vất vả lao theo, cần thủ. Khúc thuận, mời đội ơi. Trời ơi. Ủa? Ôi, thủy quái thường xuất hiện hay buổi trưa nha. Chuẩn bị sẵn cái chuẩn bị sẵn cái phao nha. Có gì buông cần xuống luôn á. Có người két à. Thêm một nhân vật nữa xuất hiện. Anh ấy là một fan hâm mộ của Cần Thủ. Hôm nay Cần Thủ Ngô Phúc Thuận chọn nguyên một bộ cơm lê màu xanh để phù hợp với lại màu của nước biển và màu của bầu trời. Anh đây, anh cho kéo miếng không? Đây, anh kéo miếng được không? Bộ tư đi, bộ tư đi. Cho cái miếng đi anh. Gì vậy? Con cá này cá khoảng trên 20 ký anh. Gì? Lớn mà. 10 ký là cùng thôi, không tới đâu. Mà anh có biết là cá gì không anh? Khả năng là đốc tút. Tút sao anh thở dữ vậy anh? Nhiều khả năng đốc tút. Thì nó chạy mạnh quá chứ sao? Giờ này vẫn còn rạc rạc. Nó hết rẹt rẹt rồi. Xin báo cáo với anh nãy giờ là được 3 phút rưỡi rồi nha. Không nghi là GT lắm. Đi chắc luôn rồi, đi kiểu đẹp GT. Cần Thủ cố lên. Anh ơi cho em cái miếng được không? Cái này không được. Vẫn chưa thấy gì cả. Thông cảm, anh đang phê. Vẫn chưa thấy gì cả. Camera có ngỏ ý muốn lao xuống biển để quay trực tiếp con cá này từ ở dưới nước. GT rồi, GT rồi. Cameraman muốn lao xuống biển để quay trực tiếp con cá này. Con này ít là 20 ký giờ này. Không nhỏ đâu. Cameraman muốn lao xuống biển quay con cá này, không biết ý anh như thế nào đây. Thôi. Thôi. Tốt nhất là cái này thôi. Này, anh đây anh. Cho em kéo miếng anh đây. Được rồi. Wow. Thì nó mới phê chứ. Đây là một sự chiến đấu thực sự. Các bạn không có nhập môn. Ôi vướng ai đấy. Ôi trời, sao giờ này còn có vụ này nữa. Ôi ơi, có thêm một cái cần câu của ai vậy? Nhanh, vướng lên nó cứa dây cá đứt ạ. Ôi đợi. Cố lên, lên. Đây là một sự chiến đấu thực sự. Tiền trong cầm. Anh là cho em kiếm miếng được không?
Ừ, vừa phải. Đó, đang kể đó. Thấy chưa? Chưa. Cái gì à? Đi ti hả? Đây đi. Đây là anh thấy gì vậy? Hôm nay anh nhân quay đủ mật gấu. Wow. 5 phút rưỡi rồi nha. À, con này quậy quá. Lên đi anh, lên đi. Từ từ. Đó là con còn đi ăn. Nó chạy. Cái này anh đi cá mập cái này. 5 phút rưỡi rồi. Không, con này không phải tụng được. Trắng chi tiết trắng hả? Rồi cá mập kìa, dài thằng lòn cái lót kìa. Con này to lắm. Ê, đủ mấy con này dài nha. Con này đòn dài nha, chắc chắn phải GT. Một là đót tút, hai là cá mập. Đọc tút đâu mà chạy ghê vậy? Lại nó nữa rồi. Đúng rồi. Lại nó nữa rồi. Con này với 20 kg vô lên. Hiện tại kỷ lục đang là 15 kg do cameraman đang nắm giữ. Nhìn coi gì tao bắt tao chọn vẹn cái clip coi. Từng xíu rồi. Phá quá. Chạm kéo chút xíu rồi. Chút xíu rồi. Kéo chút xíu rồi. Đúng dính lưng thật. Đúng nó mới quậy vậy chứ. Trước giờ ăn chưa? Được kéo tạ. Trước giờ ăn chưa đi kéo tạ. Wow, nó vẫn rẹt 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 à. Ôi đó. Cần thủ đi đâu nữa hả? Cần thủ đi đâu nữa hả? Anh vô phủ cái cần cái anh vô. Được không? Cameraman lại tiếp tục lao theo cần thủ. Nổi rồi. Con này lớn. Đã tụt. Ôi mày cá thu ông ơi. Cá tút nhưng mà lớn. Cá thu ông ơi. Ủa to quá, cá to quá. Ôi. Wow. To quá, ôi dồi nó to. Ôi. Đi mẹ, cá gì nó to gớm trời. Lao xuống luôn nha. Ôi mẹ ơi. Ôi. Trời ơi, má ơi, 20 kg ra anh Thuận ơi. Hơn. Hả? Hơn. Ôi. Ôi má ơi. Trời ơi. Kỷ lục nó bị phá mở sau một ngày. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Cuối cùng thì cũng gặp được quái thú. Trời ơi. Con mẹ gì đây trời. Anh Hưng. Cái gì đây. Ôi. Yeah. Ôi trời. Trời má ơi. Trời ơi. Trời ơi. Dạ mang. Ủa mang cái này 30-40 kg con. Anh Du xuống luôn anh Du. Trời ơi. Rồi được rồi. Rồi từ. Trời ơi coi cái bàn tay của tôi nè. Tôi là một người trưởng thành nha. Má ơi. À em kéo nè, kéo đây chút xíu chụp hình trọn vẹn cái đuôi coi. Em kéo nó lên luôn. Cái kìm.